Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Tin Nóng 24 giờ ngày hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Làm rõ khuất tất bữa ăn 800.000 đồng không đủ no của đội tuyển trẻ. Thưa quý vị, Tổng thư ký Liên đoàn bóng bàn Việt Nam Phan Anh Tuấn cho biết, các đơn vị vẫn đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc bữa ăn 800.000 đồng không đủ no của đội tuyển trẻ quốc gia. Mới đây, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh được cho là bữa ăn của đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia. Mỗi mâm được cho là có giá 800.000 đồng cho 8 vận động viên trẻ, nhưng chỉ có 5 đĩa thức ăn với khẩu phần khá ít. Đồng thời, theo phản ánh của một số vận động viên, bữa sáng 100.000 đồng chỉ có một gói xôi và một chai nước. Theo quy định, các vận động viên được hưởng chế độ ăn uống 320.000 đồng trên một ngày trên một người. Nhìn mâm cơm của 8 người có giá 800.000 đồng, bất cứ ai cũng biết là không hợp lý. Còn các bà nội trợ thừa sức bấm đốt ngón tay tính ra là bao nhiêu tiền. Nếu như các bạn trong đội tuyển bóng bàn không than đói, thì chắc chắn vụ việc có dấu hiệu mờ ám trong chuyện chi tiêu ăn uống cho vận động viên luyện tập thể thao không ra được ánh sáng. Sau khi vụ bữa ăn không đủ no của các vận động viên trẻ bị công khai trước dư luận, lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao chỉ đạo chuyển đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia từ khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội về Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Đâu đơn giản như vậy. Phát hiện dấu hiệu bất minh trong bữa ăn của vận động viên, chỉ cần chuyển chỗ luyện tập là xong việc hay sao? Phải làm rõ việc chi tiêu, cung cấp bữa ăn cho đội tuyển bóng bàn quốc gia từ trước đến nay. Một suất ăn bao nhiêu tiền, bữa ăn như thế nào? Không chỉ đội tuyển bóng bàn mà còn nhiều đội tuyển quốc gia khác đang ăn ở, luyện tập theo chế độ nhà nước, có bị ăn không đủ no hay không? Nếu xảy ra những tham nhũng vặt trong chuyện này thì phải xử những người dám ăn bớt phần ăn của vận động viên. Ở đây không chỉ là hành vi đạo đức mà làm ảnh hưởng đến chất lượng luyện tập, suy giảm khả năng phát huy tối đa năng lực của các tài năng thể thao trẻ. Đối với vụ việc nêu trên, ngoài bữa ăn 800.000 đồng không đủ no của các vận động viên đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia, thông tin về việc một số em phải nộp khoản tiền từ 1 đến 5 triệu đồng mỗi tháng cho huấn luyện viên trưởng Bùi Xuân Hà, thông tin này cần phải làm rõ. Công khai, minh bạch, nếu có sai phạm phải xử lý để chấn chỉnh nạn tham nhũng vặt trong công tác đào tạo, huấn luyện tài năng thể thao cho đất nước. Vận động viên không chỉ ăn đủ no mà phải ăn đúng, đủ dưỡng chất, theo tiêu chuẩn luyện tập thi đấu thể thao thành tích cao. Không chăm sóc vận động viên ăn uống nghỉ ngơi đúng chất lượng và khoa học thì không thể đạt được thành tích cao. Đằng này, ăn còn không đủ no thì đấu với ai? Lương tối thiểu vùng và giải pháp giữ chân người lao động. Quý vị xem đài thân mến, sau một thời gian thắt chặt chi tiêu, tìm kiếm việc làm, nhiều lao động sau khi trở về quê vì dịch bệnh COVID-19 đã phải chuẩn bị hành lý để trở lại các tỉnh phía Nam, nơi thị trường lao động sôi động hơn, cơ hội có việc làm rõ nét hơn. Gia đình anh Hòa, chị Thanh ở Thọ Xuân Thanh Hóa, thuộc nhóm chạy dịch cách đây 2 năm. Anh Hòa nói, về quê không dễ dàng chút nào, vợ chồng tôi từng có thu nhập gần 20 triệu đồng ở Đồng Nai trước dịch, bây giờ cố gắng cũng chỉ bằng một nửa và chi tiêu đủ thứ, nhất là hai đứa trẻ chuẩn bị đi học. Chúng tôi sẽ trở lại nơi cũ xem có hy vọng nào không. Đó cũng là tâm lý của hàng trăm ngàn lao động Thanh Hóa, hay rộng hơn là khu vực Bắc Trung Bộ. Về quê gần nhà, an toàn hơn nhưng thu nhập ít hơn và khả năng mất việc, giãn việc lơ lửng trên đầu. Quay lại phía Nam làm công nhân hay ở quê là một bài toán không hề dễ. Nếu thu nhập và việc làm ổn định hơn thì quê hương là điều họ chọn. Nhưng đồng lương, điều kiện học hành của con cái là những yếu tố quyết định. Hồi tháng 7 năm 2023, tỉnh Thanh Hóa công bố thu nhập bình quân chung của tỉnh là 51,7 triệu đồng trên người trên một năm. Trong đó, thành phố Thanh Hóa là địa phương có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất, cũng chỉ đạt 80,85 triệu đồng trên một người trên một năm. Mặc dù đó là nỗ lực của Thanh Hóa, nhưng cũng cho thấy một điều, bài toán tăng lương, thu nhập cho người lao động đã và tiếp tục là bài toán khó. Căn cứ theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP và nội dung nêu trên, tùy vào địa phương mà mức lương tối thiểu vùng tại Thanh Hóa là 3,64 triệu đồng trên một tháng và 17.500 đồng trên một giờ, hoặc 3.250.000 đồng trên một tháng và 15.600 đồng trên một giờ. Ngưỡng này quá thấp. Nên nhớ, Thanh Hóa là địa phương có tốc độ phát triển nhanh, nhu cầu lao động lớn mà còn gặp khó, thì những địa phương khác trong khu vực khó khăn sẽ nhiều hơn. Muốn người lao động ở lại, đóng góp cho quê hương thì cuộc sống phải đảm bảo. Khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nửa đầu năm 2023 cho kết quả, thu nhập bình quân của công nhân đạt 7,88 triệu đồng, trong khi chi tiêu mỗi tháng của gia đình họ là 11,7 triệu đồng. Cũng theo khảo sát, chỉ 24,5% người lao động cho biết
tiền lương và thu nhập chỉ vừa đáp ứng 100% chi tiêu cho cuộc sống. 75,5% người trả lời cho biết thu nhập hiện tại không đáp ứng đủ nhu cầu chi tiêu. Có trường hợp thu nhập chỉ đáp ứng 45% nhu cầu chi tiêu. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đề xuất việc tăng lương tối thiểu cho công nhân, người lao động, báo cáo cấp có thẩm quyền. Các giải pháp hỗ trợ trực tiếp cho người lao động gặp khó khăn cần nhưng chưa đủ. Việc làm ổn định và đồng lương, trong đó có lương tối thiểu vùng phải sớm có sự thay đổi mới là giải pháp căn cơ để thu hút lao động, để người lao động hồi hương không phải chấp nhận rủi ro đi tìm việc ở nơi khác. Thẳng tay xử lý những trường hợp tát giá theo xăng. Quý vị thân mến, giá xăng tăng 6 lần liên tiếp đã tác động đến thị trường, nhiều loại hàng hóa thực phẩm biến động tăng. Giá tăng theo quy luật của thị trường một phần khác là tâm lý tát nước theo mưa. Đối với đa số người lao động, hàng hóa thực phẩm mỗi thứ chỉ nhích lên một chút thì túi tiền bị khuyết đi thấy rõ. Cũng chừng đó đồng lương, thu nhập, cũng chừng đó lạng cá, lạng thịt, bó rau như mọi ngày, nhưng số tiền mất đi nhiều hơn. Còn công nhân ở các nhà máy, các phiên chợ công nhân cũng không còn giá rẻ như trước. Cho nên cái thẻ ATM không còn số dư như trước, dù con số rất nhỏ. Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương có thị trường lớn nhất nước với hơn 10 triệu dân đương nhiên chịu sự tác động mạnh bởi giá cả hàng hóa tăng. Cho nên nếu như thành phố Hồ Chí Minh có biện pháp bình ổn được giá cả, thì sẽ góp phần hạ nhiệt cho thị trường chung. Ví dụ, Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chính sách bình ổn giá bằng cách phê duyệt mức giá bán mới cho một số mặt hàng của các công ty, đảm bảo thấp hơn giá thị trường 5%. Biện pháp thứ hai mà thành phố Hồ Chí Minh triển khai là thực hiện các chương trình khuyến mãi, doanh nghiệp tham gia chương trình này để bán hàng giảm giá. Cách này có lợi cho cả hai bên, phía doanh nghiệp bán được số lượng hàng lớn trong lúc kinh tế khó khăn cũng là điều lợi, người tiêu dùng được mua sản phẩm với giá phù hợp. Thị trường có quy luật riêng và sự can thiệp không đúng sẽ làm méo mó, tuy nhiên vẫn có cách làm hài hòa, hợp quy luật. Các địa phương khác nên tham khảo cách làm của thành phố Hồ Chí Minh, chủ động triển khai các chương trình hỗ trợ ngăn đà tăng vọt của giá cả hàng hóa. Đây là cách để hỗ trợ người dân và góp phần kiềm chế lạm phát. Nếu không có các biện pháp về bình ổn giá phù hợp ngay từ thời điểm này, thì đến cuối năm Tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán 2024, thị trường sẽ lập một mặt bằng giá mới cao chót vót, bất lợi cho nền kinh tế. Ngoài các giải pháp trên, một việc mà các địa phương cần phải siết chặt đó là xử lý các trường hợp lợi dụng xăng dầu tăng để đẩy giá hàng hóa, dịch vụ. Các cơ quan quản lý bám sát thực tế, kiểm tra, giám sát và xử lý theo pháp luật những trường hợp vi phạm về giá. Đến lúc này rất cần thực hiện các quy định về công khai giá, niêm yết giá để dễ dàng kiểm soát. Một bát phở cũng tăng cả chục nghìn đồng vì đổ thừa cho xăng dầu tăng giá rõ ràng là tát giá theo xăng. Những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.